À, chúc mừng sinh nhật bé Lân đi. Nâng lên chúc mừng sinh nhật bé Lân coi. Bé Lân. Bé Lân ơi. Bé Lân. Nhìn đây coi bé Lân. Nhìn có ba cái nè. Nhìn cười cái coi. Cười coi, cười đi coi coi. Bé Lân ơi, cười coi. Quá hậu ơi. Quá hậu nhìn coi. Công chúa ơi. Quá hậu nhìn coi. Công chúa ơi, công chúa. Cười cái coi. Đưa cho quá hậu đi, quá hậu giận thôi kìa. Ăn gì vậy ta? Đang ăn gì hả? Ta ăn món gì hả? Ờ, ngon không? Rồi bà nội đang ăn gì đây? Nội ăn cái gì đó? Món gì? Nó nội ăn giống con. Rồi con ăn món gì? Con kia nhu chao. Ờ. Rồi nó đi đang ăn gì đó? Cấp hả? Rồi bé này là đang làm gì đây? Nói cậu bạn cái coi. Con nói chú qua cậu hai coi. Quê lát mấy chị không cho quà. Mấy chị có quà gì đó không? Ai mang mấy chị không cho. Bồn đã chân xuống rồi Bồn. Làm gì vậy Bồn? Loại nghiêu gì vậy? Nghiêu hả? Cho nó lấy nghiêu cho nó đi. Lấy cho con Bồn mấy con nghiêu. Rồi gia đình này nhìn cái coi. Nhìn đây coi. Đang nhìn lên nhìn coi. Bé Lân. Bé Lân nhìn đây coi. Bé Lân. Kìm nó không nhìn. Thế ai vậy ta? Ai vậy ta? Đang là có gì vậy? Bé Lân đang có gì đó? Nó có ba nghe coi. Lân đang có gì vậy? Lên đang coi cái gì? Con thấy gì nói cậu ba nghe coi. Đi ra đây coi nè, bắt lên từ đây coi, đi ra đây coi. Bắt lên ơi. Múa cái coi. Bắt lên ơi, múa coi, cậu ba coi, múa coi, ờ múa đi. Rồi hát luôn coi. Hát coi. Hai cái bé Linh. Rồi nó mắc cỡ. Mắc cỡ kìa. Rồi hát coi. Hai cậu ba quay nè. Hai. Bé Linh hát đi. Hát coi. Nó mắc cỡ rồi. Múa coi. Múa đi. Bao tử hầm tiêu. Kệ thấy. Đưa cái giá vô nhà bánh nha. Tặng đi. Rồi. Rồi bé Linh cầm đi con, là cầm bé Linh. Bé Linh rồi mừng sinh nhật bé Linh. Bé Linh cầm này đi. Ôm vô. Rồi. Rồi chụp hình coi, đứng chụp hình luôn nè. Rồi chị Hai nói gì coi. Chị Hai nặng lên chào lên cầm đi. Bé Linh đây coi. Rồi bé Linh để cái này xuống rồi cầm quà tiếp. Rồi cầm tiếp đi rồi. Lên, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.
Rồi chị ba đứng dưới đây, chị Tư đứng dưới đây nè, đứng dưới đây rồi. Rồi nhìn đây luôn coi. Nhìn đây, nhìn đây. Rồi rồi. Rồi, rồi đứng vô xếp hàng vô. Rồi ngoại đứng qua đây luôn. Rồi từ từ nha. Rồi ok. Rồi để quà xuống. Ba kinh gà đưa ba kinh gà nhìn quà nhìn mấy Linh coi. Còn đứng qua đây, còn đứng nhìn qua đây, nhìn qua đây rồi. Rồi mấy Linh nhìn đây coi. Mấy Linh nhìn đây coi. Nhìn đây coi, nhìn qua nè. Rồi ok. Hello mẹ đi.